Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Cận cảnh Yamaha X-Ride 125/2022. Một cái mẫu xe ga đi phượt đã về tới đại lý Đông Nam Á với mức giá bán từ 30,8 triệu đồng. Cái chiếc Yamaha X-Ride 125/2022 là một cái dòng tay ga mới đã được thiết kế theo cái kiểu xe đi phượt dành cho thị trường ở Đông Nam Á với mức giá bán cực kỳ yêu thương. Cụ thể, Yamaha Indonesia vừa chính thức cập nhật phiên bản mới của dòng tay ga Yamaha X-Ride 125/2022 ra mắt thị trường nước này. Cái mẫu xe này sẽ có 3 phiên bản màu mới rất là tươi trẻ, nhìn cũng rất là hấp dẫn. Cái mẫu xe này được thiết kế theo cách xe phượt, có cái thanh tay lái cao đem đến cái sự ấn tượng mạnh. Không dừng ở đó, X-Ride 125/2022 nó còn có phần yên ngồi phẳng, hệ thống treo có bình dầu rời phía sau, trong khi phía trước là một cái bộ đèn pha tròn và một cái cặp đèn xi nhan được đặt dưới cái thanh tay lái. Về mặt tổng thể thì X-Ride 125/2022 có một cái diện mạo gọn nhẹ, rất đáng tin cậy cho những tay lái thích đi vượt nhẹ nhàng. Nói về cái phần sức mạnh của cái chiếc Yamaha X-Ride 125/2022 đến từ cái phần động cơ xăng đơn 4 thì dung tích là 125cc đi kèm hệ thống làm mát bằng gió. Cái có động cơ này cho phép chiếc xe đạt được công suất là 7,0kW ở ngưỡng tua máy 8.000 vòng trên phút, trong khi đó mô men xoắn cực đại là 9,6Nm ở ngưỡng tua máy 5.500 vòng trên phút. Trên xe có rất nhiều trang bị được tích hợp, bao gồm một cái bộ đèn pha có công nghệ đèn LED chạy ngày, hệ thống treo sau dạng ống, cái đèn báo khẩn cấp, hệ thống phản ứng với cụm đồng hồ analog rất thể thao, có thêm đèn eco. Cái lớp xe loại lớp không sầm, đi kèm với cái vành bánh là 80/84 cho cái bánh trước, trong khi cái bánh sau là 100/74. Cái chiếc Yamaha X-Ride 125/2022 có tổng cộng 3 màu cho khách hàng lựa chọn, gồm cam, màu cam, đỏ và xanh da trời. Tại thị trường quốc đảo Indo thì cái chiếc Yamaha X-Ride 125/2022 đang có mức giá bán ra dịch khoảng là 19,4 triệu IDR, nó tương đương là khoảng 30,8 triệu đồng Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã dõi clip này, hãy đăng ký tiếp, nhớ like, share, subscribe.